Parkland đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Bộ Giao thông Vận tải đang tính tới việc nối lại các chuyến bay quốc tế. Đón làn sóng dịch chuyển, bất động sản công nghiệp sẽ lên ngôi. Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường căn hộ sôi động trở lại, nhiều nơi xác lập giá mới. Giá dầu đảo chiều giảm sau thông tin Nga nới lỏng sản lượng. Hơn 14.900 tỷ đồng xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc. Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch Hồ Tràm thành khu du lịch nghỉ dưỡng mới của vùng Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất thời gian phục hồi một số tuyến đường bay quốc tế trước ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên, phương án kết nối lại các đường bay quốc tế còn phụ thuộc vào điều kiện, tình hình dịch bệnh tại các quốc gia. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không Việt Nam đã sẵn sàng nối lại các chuyến bay quốc tế như khi chưa bùng phát dịch. Cục cũng đã có phương án kết nối lại các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch còn phụ thuộc vào điều kiện, tình hình dịch bệnh tại các quốc gia dự kiến phục hồi đường bay. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ có đánh giá và đưa ra thời điểm mở đường bay nào đảm bảo an toàn. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được đề xuất từ các hãng hàng không Hàn Quốc, Đài Loan muốn nối lại đường bay đến Việt Nam. Thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam cũng đã thực hiện hàng chục chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới về nước an toàn. Hành khách trên các chuyến bay này sau khi làm thủ tục tại các sân bay đều được đưa đến các khu cách ly, máy bay sau đó được khử trùng theo đúng quy trình. Gần đây, xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã mang đến những tín hiệu tích cực cho bất động sản công nghiệp. Các chuyên gia nhận định, trước đây Trung Quốc là cái nôi và là công xưởng của thế giới, nhưng những năm gần đây, xu hướng đang dần được dịch chuyển về các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho bất động sản nói chung và bất động sản khu công nghiệp nói riêng. Theo Savill Việt Nam, có nhiều nhóm đầu tư muốn kinh doanh theo quy mô lớn để trở thành chủ đầu tư của cả khu công nghiệp, với nhu cầu tìm những quỹ đất từ 500 đến 1.000 hectare. Cùng với đó, các nhà sản xuất cũng muốn đầu tư mở rộng diện tích nhà xưởng. Ngoài hai thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các thành phố vệ tinh cũng đang được các nhà đầu tư quan tâm như Long An, Bình Dương. Đây đều là những nơi có vị trí thuận lợi, nguồn lực và nhân công dồi dào, cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển, kho bãi lưu trữ và logistics tới các thành phố lớn. Năm 2020, nhiều hiệp định thương mại sẽ được EU phê chuẩn, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi từ lĩnh vực sản xuất sang các ngành công nghiệp giá trị cao hơn. Theo CBRE Việt Nam, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu thuê nhà kho xây sẵn ghi nhận mức tăng đột biến trên 25% so với năm trước. Thực tế cũng cho thấy thị trường nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho kết quả hoạt động tốt. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn vẫn giữ ổn định ngay cả trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tiếp tục tăng trưởng ổn định ở cả hai khu vực công nghiệp chính ở miền Nam và miền Bắc. Sau khi đại dịch được kiểm soát, giá chào thuê trung bình của nhà kho xây sẵn dự kiến sẽ tăng từ 4% lên 11% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu dục dịch bùng hàng. Tuy nhiên, nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đẩy giá lên cao, xác lập mặt bằng giá mới. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trải qua quý 1 với lượng sản phẩm mới bán mới thấp kỷ lục. Tuy nhiên, bước sang quý 2 với sự kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, nhiều dự án căn hộ thương mại đã dục dịch bùng hàng như dự án khu đô thị Vinhome River Park tại quận 9 mở bán nhà phố 2.000 căn mang tên The Manhattan, dự án chung cư City Grand tại quận 2 hay dự án PCT High Park tại quận 12. Ngoài một số dự án vẫn được cho là giữ mức giá ổn định, thậm chí là bán hòa vốn ở thị trường thứ cấp do dịch COVID-19, thì hiện nay tại một số khu vực vẫn còn kém phát triển về hạ tầng, nhiều dự án mở bán mới vẫn có giá tăng phi mã. Cụ thể, bước sang quý 2, tùy dự án và khu vực, thị trường chung cư sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng giá từ 8 đến 12% so với cùng kỳ năm 2019. Dòng nhà ở bình dân, giá chào bán đã tăng từ 28 đến 29 triệu đồng một mét vuông thời điểm đầu năm 2019, lên mức trung bình 30 đến 32 triệu đồng một mét vuông thời điểm hiện tại.
phân khúc nhà ở trung cấp có giá bình quân lên đến 43 triệu đồng một mét vuông và loại hình chung cư cao cấp chạm mức 58 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Chẳng hạn, nằm ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, dự án Westgate do tập đoàn An Gia làm chủ đầu tư đang được giao bán với mức giá từ 32 đến 35 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tính luôn cả VAT và phí bảo trì thì mức giá đang ở mức gần 40 triệu đồng một mét vuông, đẩy giá căn hộ 2 phòng ngủ tại đây lên tới 1,8 tỷ đồng. Nếu so với các dự án tương tự tại huyện Bình Chánh thì mức giá này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là quá cao. Tính từ thời điểm cuối năm 2019, giá căn hộ tại huyện vùng ven này đều dưới 30 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí Bình Chánh còn được biết đến là khu vực có nhiều nhà tái định cư, nhà ở xã hội giá rẻ. Nguyên nhân khiến chủ đầu tư đẩy giá bán sau dịch Covid-19 chủ yếu là do nguồn cung và lượng dự án mở bán rất hạn chế. Điều này khiến những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình sẽ khó khăn hơn trong việc mua căn hộ để an cư. Thưa quý vị, giá dầu phiên sáng nay ngày 28 tháng 5 đã đảo chiều giảm sau khi tồn kho xăng và dầu tăng cao hơn dự kiến do Nga nới lỏng sản lượng. Cụ thể, vào 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Mỹ WTI giảm 2,05% xuống 31,54 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent giảm 1,11% còn 33,82 đô la Mỹ một thùng. Hiện các hợp đồng dầu thô tương lai đang quay đầu giảm mạnh do chịu sức ép từ thông tin Nga đang cân nhắc nới lỏng sản lượng trong tháng 7 tới. Tháng 7 cũng trùng khớp với thời điểm kết thúc thỏa thuận của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng một ngày từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6. Tuy nhiên, trên Reuters, nhiều nhà phân tích đã ngỏ ý nghi ngờ việc Nga có thực hiện đúng cam kết cắt giảm sản lượng hay không. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang góp phần không nhỏ gây áp lực lên giá dầu. Lo ngại lớn nhất là một cuộc chiến thương mại mới sẽ nổ ra giữa hai cường quốc sẽ giáng đòn mạnh xuống nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng không ổn định do dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, việc xin ý kiến Thủ tướng sơ bộ dự án thành phần số 1 có tổng mức đầu tư 14.956 tỷ đồng. Theo văn bản gửi Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải quyết định phê duyệt đề xuất dự án thành phần số 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn Biên Hòa - Phú Mỹ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 9.228 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn cho dự án dự kiến 22 năm 3 tháng. Tuy nhiên, do phương án tài chính phê duyệt không khả thi nên dự án chưa được triển khai thực hiện. Trước tình trạng quá tải của tuyến quốc lộ 51, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ động phối hợp với tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải xem xét giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án này. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thủ tướng sơ bộ dự án thành phần số 1 có tổng mức đầu tư 14.956 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 5.443 tỷ đồng. Riêng đoạn chạy qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài 34,8 km sẽ có tổng mức đầu tư 12.315 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 4.723 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 7.592 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 2.641 tỷ đồng, bao gồm cả đoạn nhánh kết nối vào cảng Cái Mép. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 720 tỷ đồng, các chi phí còn lại là 1.921 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch số 76, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 602 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó có việc rà soát, tiến hành các bước thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc do chậm tiến độ nhiều năm.
Cụ thể, tại kế hoạch số 76, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc chủ trì kết hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tiến hành rà soát tiến độ pháp luật đầu tư đất đai, tiến hành thực hiện các bước cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu tại phụ lục số 4 Kiên Giang kết luận số 602, thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2020. Được biết, trên địa bàn huyện Phú Quốc, Kiên Giang có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích đất khoảng 10.837 ha. Trong số này có 8 dự án FDI, 287 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 9.987 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 332.850 tỷ đồng, có 32 dự án đang hoàn thiện các thủ tục. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có cuộc họp với nhóm tư vấn để nghe báo cáo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030. Theo nội dung cuộc họp thì Hồ Tràm sẽ được quy hoạch thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng mới của vùng Đông Nam Bộ. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Miền Đông, đơn vị tư vấn dự án du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm cho biết, mục tiêu của việc lập quy hoạch là xây dựng đô thị Hồ Tràm thành một trung tâm hành chính, khu vực quan trọng trong hành lang phát triển kinh tế dịch vụ du lịch. Phạm vi lập quy hoạch có diện tích trên 5.063 ha, dân số khoảng 14.000 người, thuộc toàn bộ ranh giới hành chính của xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc có các vị trí tiếp giáp, phía Tây giáp xã Lộc An và xã Láng Giải, huyện Đất Đỏ, phía Bắc giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Tây, phía Bắc giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Tân, phía Đông giáp thị trấn Phước Bửu và khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, phía Nam giáp Biển Đông. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát hiện trạng, đơn vị tư vấn đã đề xuất phương án quy hoạch đô thị với hai không gian cơ bản, gồm không gian ở của dân cư đô thị và không gian dịch vụ du lịch. Trên cơ sở phân tích này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương bổ sung hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hồ Tràm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Một không gian an lành, một chốn bình yên để trở về hòa mình với thiên nhiên. Hòa Lạc Lơ Tớt là khu dân cư sinh thái có vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện để kết nối với những khu vực trọng điểm trong khu vực, như cách Bixi 30 km, chỉ cách quốc lộ 21 300 m, cách Đại học Quốc gia 2,5 km, cách khu công nghệ cao Hòa Lạc 1 km, cách sân golf Đồng Mô 4 km, cách nhà máy Vinsmart 5 km. Hòa Lạc Lơ Tớt với 72 lô liền kề giai đoạn 1 với các diện tích từ 80 đến 100 m², hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài. Hòa Lạc Lơ Tớt sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn sở hữu một ngôi nhà tại một vùng đất tài lộc phát triển bậc nhất của Hà Nội trong tương lai. Liên hệ hotline 0962 683 979. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Măng Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.